À, xin mời đoàn lân chúng ta cùng tiến lên trên để chúng ta chuẩn bị chính thức bước vào với lại nghi thức khai mạc tiệc đặc biệt tối hôm nay của chúng ta, kỷ niệm 3 năm của đài Vi Cao TV và cũng như chương trình tri ân khách hàng. Trong khi đó thì Đức Tiến mời quý vị nào mà chúng ta đang có dùng thức ăn thì chúng tôi đang có open tất cả những cái thức ăn ngon để sẵn đó để có thể lấy thức ăn và chúng ta cùng tiến về phía trước, chúng ta ngồi luôn nha. Ở phía trên này chúng tôi cũng còn rất là nhiều những bàn, những ghế để welcome tất cả quý vị để chúng ta cùng có những hình ảnh thiệt thật đẹp và cũng như là để mà khi lên hình nó rất đầy đủ và nó đẹp và cũng như là có sự hiện diện quý báu của quý vị. Quý vị quan khách đang đến với đêm đặc biệt tối nay của chúng tôi, đêm kỷ niệm 3 năm thành lập của đài Vi Cao TV và cũng như kia khách hàng. Bây giờ chúng ta cùng đến với màn của lân, một tràng của ta quý vị ơi. Và chúng tôi sẽ về sân khấu trong ngày hôm nay, xin quý vị một tràng pháo tay cùng chào đón đến chủ nhân của chúng tôi, đó là anh Steven Mã, anh Tuấn Mã cùng với Hoa hậu Hạnh Lê. Land Dancer, thank you, cảm ơn các em nhiều. Dạ, và rồi xin mời anh chị. Đã đến trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Dù là ngày hôm nay là một cái ngày trời mưa giống như là 3 năm trước đây khi mà chúng tôi tổ chức chương trình Grand Opening của Vicao TV thì trời Hạnh Lê nhớ là mưa rất là nhiều và ngày hôm nay hình như là cũng như vậy, mưa ở ngoài và nhiều người nói là đây sẽ là cái niềm vui. Và thưa quý vị, thật sự 3 năm trôi qua và một cái thời gian rất là nhanh và Vicao TV không ngừng phát triển cho tới ngày hôm nay. Quý vị đã đến chung vui cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay, tất cả bạn bè, người thân, và đặc biệt là ngày hôm nay Hạnh Lê phải cảm ơn rất nhiều tới ban kỹ thuật viên, cộng tác viên cũng như là xứ ngôn viên ngày hôm nay rất là nhiều. Không có các anh em trong chương trình này thì chắc có lẽ sẽ không có xảy ra được, diễn ra được. Và chương trình đã bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng, phải nói là kéo dài rất là lâu. Và đến giờ phút này thì anh Lê mong rằng quý vị sẽ có những cái giây phút thật là relax và enjoy trong cái ngày hôm nay. Trước hết thì chắc có lẽ rằng anh Tuấn Mã chia sẻ một vài điều và chúng tôi xin tất cả các anh em nhân viên của Vicao TV cùng chuẩn bị để lên sân khấu và chúng ta sẽ chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong một vài giây phút và sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Như quý vị cũng biết thì đài Vicao TV cũng như Vicao Radio đã có mặt ở tại miền Nam California từ 3 năm trở lên. Con số 3 tuổi có thể là không quá lớn so với những người bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Và như quý vị cũng biết thì trong sự cố gắng của anh em trong đài Vicao TV, đặc biệt là cùng với lại Hạnh Lê và anh Tuấn Mã, mỗi anh em mỗi người một việc, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chương trình thật là gần gũi, ý nghĩa, thiết thực
và trung thực đến cùng tất cả quý vị. Bên cạnh đó là các chương trình giải trí, các chương trình tin tức và nhiều chương trình mà quý vị tìm thấy, và đương nhiên là có cả các chương trình về homeshopping mà quý vị rất là thân quen của chúng tôi, trong như là Lê Hành Win Homeshopping, chương trình của anh Tuấn Mã Nhà Đi Chợ Đêm và chương trình Địa Ốc rất là cần thiết cho mọi nhà mọi người. Vietcom TV đã trở nên thân thiết, gắn bó, gần gũi qua màn ảnh nhỏ hàng đêm cùng của quý vị, và cũng như trên YouTube và trên Facebook. 3 năm có thể là con số cũng khá là mới, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Xin chào đón một khách hàng của Vietcom TV và bản thân, đó là luật sư Từ Huy Hoàng của vừa mới đến. Welcome anh. Tiếng của anh Tiến, quên anh Tiến rồi. Cảm ơn anh, thank you. Anh Tuấn Mã thẳng luôn, cảm ơn anh. Thật là vinh dự. Cảm ơn anh. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa anh Tuấn Mã, kính thưa chị Hạnh Lê. Hôm nay thì chúng tôi vinh dự và rất vui đến đây để mà được tham dự cùng với lại quý anh chị trong cái ngày kỷ niệm 3 năm thành lập đài truyền hình cũng như là cơ sở thương mại thành phố Phan Valley. Chương trình hôm nay phải nói rằng khá là công phu. Xin cảm ơn các anh em văn nghệ sĩ cũng đã đóng góp cho chương trình hôm nay. Và hồi nãy đó thì riêng cá nhân chúng tôi có đến sớm và thấy cái sự tập dượt của ca sĩ, phải nói cái bài hát rất là hay. Cái người ca sĩ hát thể hiện được cái thần thái của mình. Chúng tôi phải nói là chúng tôi rất là thích cái phong thái thể hiện hát trình diễn cái sân khấu của cô ca sĩ hồi nãy, phải nói rằng rất là tuyệt vời. Đó là theo cái sự nhận định của chúng tôi, và cái sự đóng góp của các hoa hậu, của các người mẫu đã làm cho cái buổi hôm nay sân khấu sáng lên. Trước thềm năm mới thì xin kính chúc anh Tuấn Mã cũng như chị Hạnh Lê cùng tất cả các nhân viên của đài, của cơ sở thương mại sẽ thành công. Xin kính chúc tất cả quý vị cũng như là gia đình thành công, may mắn, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Và kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Tôi rất hân hạnh được tham dự cùng với chị Chủ tịch Đại Trí đến đây tham dự buổi tiệc kỷ niệm 3 năm ngày hôm nay. Thực ra trong quan hệ của tôi trong suốt 3 năm qua thì với cùng với sự quen biết với chị Hạnh Lê, và tôi rất cảm ơn chị Hạnh Lê và Tuấn Mã cũng như là đài Vietcom đã luôn luôn hỗ trợ chúng tôi cho tất cả những cái chung thủy gì cộng đồng chúng tôi làm, từ những sinh hoạt rất nhỏ đến lớn, mà ngay cả trong công tác phổ biến tin tức của học cô Gan Rô. Và chính cái sự đóng góp của đài Vietcom TV này cho chúng tôi có cái cơ hội loan truyền tin tức rất cần thiết đến đồng hương, và cái sự hỗ trợ đó rất là quý giá cho chúng tôi trong thời gian qua. Thay mặt cho hội đồng giáo dục của thuộc khu Gandro, cũng như là thay mặt cho tất cả các công tác mà chúng tôi thực hiện, xin cảm ơn chị Thanh Lê cũng như Tuấn Mã đã luôn luôn sẵn sàng dấn thân hỗ trợ chúng tôi. Nhân dịp đầu năm đến, nhân năm thân đến, chúng tôi xin chúc chị Thanh Lê cũng như Tuấn Mã, chúng đại viên theo và tất cả các cơ sở thương mại mà chị điều hành không biết là bao nhiêu, sẽ thành công nhiều, gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là tất cả quý vị, chúng ta vượt qua được cơn khó khăn của đại dịch ngày hôm nay, để chúng ta cùng thoát khỏi cái cuộc đại dịch này một cách mạnh mẽ hơn trong tinh thần đoàn kết. Xin cảm ơn chị Hạnh Lê, chị Tuấn Mã, chúng tôi chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như thị trưởng thành phố Westminster anh Trí Tạ, cũng như là những cái sự thân thiết đó mà chúng tôi phải nói rằng anh Lân nói không biết bao nhiêu cái business, thì thật sự ra chúng tôi làm business ở Westminster rất là nhiều, và cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã bỏ thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được nói rằng là cứ mỗi lần mà anh Lân hay là anh Trí Tạ có cái lời mời là anh đều đến với Vietcom TV để mà support và ủng hộ cho chúng tôi trong suốt những thời gian vừa qua. Xin các em gửi cái bó hoa đến với các anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, phải nói là Philip, cảm ơn em rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Quý vị nào mà thấy màn hình của Vietcom TV mà đẹp đó là nhờ Philip hết. Philip take care hết bốn các em technician,
để mà làm cho cái màn hình của Vika TV ngày càng đẹp hơn. Cảm ơn Philip. Và thưa quý vị, một người nữa mà Lê không thể nào không nhắc tới, đó là nam MC, người mẫu, đức tiến của chúng ta. Yep. Thưa tất cả quý vị, thì Đức Tiến có cơ hội được làm việc cùng với lại Miss Thành Lê, cùng với anh Tuấn Mã từ những ngày đầu tiên, những thổ sơ khai thành lập đài. Và Tiến cùng với anh Tuấn Mã có chương trình mà quý vị cũng coi hàng đêm là đi chợ đêm. Hai anh em đêm nào cũng đi chợ hết. Thường đi chợ là phụ nữ đi, mà này hai ông đi. Mà đặc biệt thì được làm việc với Thành Lê, anh Tuấn Mã, riêng bản thân Đức Tiến học hỏi được rất là nhiều ở cả hai người. Đầu tiên đó là anh Tuấn Mã, người anh của Đức Tiến, thấy được sự một cái sự nhiệt tâm mà muốn khám phá, muốn mang đến một cái gì đó khác biệt so với những gì mà đã có và đang có, và khác biệt đây hay hơn, tốt hơn, rẻ hơn và tuyệt vời hơn. Và Đức Tiến được cộng hưởng trong sự tuyệt vời đó để ngày hôm nay 3 năm chúng ta được gặp nhau trong cái sự tình thân, cũng như là đón cái không khí mùa xuân đang về. Đây là một niềm vui, một sự vinh dự cho người làm chương trình như Đức Tiến, được đồng hành với đài, với anh chị và với những người bạn và cũng như quý vị. Thật lòng mà nói, chúng tôi rất biết ơn đến sự ủng hộ của các anh chị dành cho riêng cá nhân Đức Tiến và cũng như quý vị đã dành cho các chương trình của đài, và riêng là chương trình mà Đức Tiến làm cùng với anh Tuấn Mã là đi chợ đêm. Đi chợ đêm là đi chợ đêm. Chương trình làm cùng với Hoa Hội Lê như là nấu nhanh ăn ngon và Malaysia và âm nhạc, chương trình Địa Ốc và các chương trình khác. Những người làm đài của chúng tôi cũng tâm niệm đơn giản và nghĩ rằng là những gì chúng tôi làm mà được quý vị yêu thích, đó là điều chúng tôi rất hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn đêm hôm nay, chúng tôi có quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin phép chương trình chúng tôi phải cảm ơn tất cả mọi người bạn ở đây. Anh Bảo cũng như một người anh rất là thân, và anh và Tư Cường, Michelle và luật sư Tử Hoàng và nhiều quá, và tất cả các khách VIP bên đây và bạn bè, và cảm ơn tất cả những ca sĩ Dịch Thúy, Thuê và rất là nhiều, và tôi mà không có thể nhớ được. Một lần nữa tôi mà cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự mình không. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ thì chắc là chúng tôi xin mời các anh nhân viên, nhưng mà có thể chuyển bánh bánh birthday cake lên trên đây và mời các anh em nhân viên cùng lên đây để chúng ta cùng chung với nhau ca khúc Happy Birthday tuổi lên 3 của Vicao TV. Và nếu mà có anh chị em ca sĩ nào đang ngồi đây thì lên chung vui cùng chúng tôi ạ. Dạ, thưa vâng, Thành Lê xin mời các anh em ca sĩ nào mà vừa mới tới thì xin mời tất cả các anh chị cùng lên sân khấu để mà chúng ta hát chung một bài thật vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, như Đức Tiến cũng tâm sự phải nói là trong tình thân tối ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui vì biết rằng quý vị có rất là nhiều công việc bận rộn, có rất là nhiều thứ phải lo, nhưng mà quý vị cũng đã dành thời gian và hơn hết đó là sự yêu thương quý vị để đến với chúng tôi trong đêm hôm nay, đêm kỷ niệm 3 năm thành lập đài Vicao TV, cũng như là tiệc tri ân khách hàng của Malaysia, Vicao TV, Vicao Rio, Lê Hành Quyên, Hồng Sứ Binh, OC Capital Home. Mời các anh em nhân viên Tú lên lên chung với mọi người luôn em. Dạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
gặp anh, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lời dành nhau, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lời dành nhau, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Thưa quý vị, chúng tôi có rất nhiều các món ăn ngon, sushi, món ăn Việt Nam, có nhiều thức uống, có bia, có wine và nhiều món khác. Mời quý vị cứ enjoy và chung vui chúng tôi tối ngày hôm nay. Và cũng như là quý vị thích vừa ăn vừa nghe nhạc mà thấy những cái bộ sofa hay là những cái bộ bàn đá, hay là thấy những cái đồ trang trí gì mà mình thấy mình đi tìm không ra mà sau này nó ra đây, thì quý vị có thắc mắc gì chụp tấm hình nó lại và hỏi trực tiếp với Hạnh Lê. Và Tuấn Mã sẽ đặc biệt luôn cho quý vị luôn tối hôm nay luôn nha. Cái đó là điều mà Tiến vừa mới biết. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời Hạnh Lê đi, có một người bạn của mình là sân khấu. Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Nam California trước đây. Hạnh Lê không nhớ năm nào nhưng mà thôi cũng không hỏi anh luôn. Nhưng mà thưa quý vị, những cái công việc Hạnh Lê đã làm với anh trong những năm trước đây và ngày hôm nay, tại sao Hạnh Lê mời anh? Là cứ mỗi lần Hạnh Lê cần một cái size là thưa quý vị, anh có mặt làm liền cho Hạnh Lê. Không cần biết ngày giờ thưa quý vị, cái size mà Nancy bên tay phải của Hạnh Lê đây mà quý vị nhìn trên màn hình rất là đẹp. Và anh làm rất là tích tắc luôn. Cho nên là cảm ơn anh Andrew rất rất là nhiều. Một cái người anh mà luôn luôn support cho Hạnh Lê trong suốt những cái thời gian vừa qua. Hôm nay anh thấy như thế nào? Anh chia sẻ những cái cảm nghĩ của anh. Hôm nay mình rất là vui khi thấy Hạnh Lê ăn mừng 3 năm anniversary nhân kỷ niệm đồng kỷ đầu năm. Chúc mừng Đài và Hạnh Lê nhiều phát đạt trong đường đi và của media. Okay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, trong tràng pháo tay thật lớn cho anh Andrew. Cảm ơn anh.
Cảm ơn em rất nhiều nha. Dạ vâng, quý vị cứ coi ca nhạc rồi ăn uống cùng với chúng tôi. Đêm hôm nay còn rất là nhiều những tiết mục đặc sắc với nhiều ca sĩ cũng rất đặc sắc đã sẵn sàng từ bây giờ cho đến tối luôn. Nhưng bây giờ thì dạ vâng, Đức Tiến muốn mời quý vị cùng gặp gỡ với dạ một người bạn cũng là làm cùng với Tiến trong đài và cũng là gương mặt thân quen của quý vị, và một chàng của ta cùng gặp gỡ với tiếng hát nam ca sĩ Trọng Nghĩa. Xin tất cả các vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho một người chủ rất dễ thương, Hoa hậu Hạnh Lê. Anh Thọ, chị Hồng hiểu này nhiều nhất ha. Chị Thu là thật sự ra thể hiện một cái màn trình diễn như thế này thì rất là công phu, bỏ rất nhiều thời gian và sự cố gắng và hàng ngày thật sự khi diễn thì chỉ có 3 phút thôi, nhưng cái khóa trình mà Hạnh Lê phải go through đến cả tháng trời mà mỗi ngày gần 5-7 ngày một tuần cho tất cả quý vị để dành thời gian ra không biết làm như thế nào với mình Lexymore, công an việc làm như thế nào, business như thế nào, nhưng cũng phải dành mỗi ngày để gặp thầy sáng. Cho nên xin tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho Hoa hậu Hạnh Lê, trình diễn quá đẹp, quá pop mà rất là sexy hot.
và tiếng thướt tha. Hà Nội nắng bình minh, chiếc khăn mỏ qua nón quay thao, ôi sinh sao thật là xinh. Cứ tưởng quen thân từ thuở nào, phù thế kết duyên hai vạt thắm. Và bây giờ đến tiếng xin mời ban nhạc chúng ta cùng trở lại sân khấu thưa quý vị. Đêm chúng ta còn rất là dài và còn rất nhiều các tiết mục đặc sắc vẫn còn tiếp tục từ bây giờ cho đến 10 giờ tối thưa quý vị nha. Và trong khi đó quý vị nào muốn đi tham quan những cái không gian của chúng tôi và những chiếc ghế massage hay là các cái bộ sofa, các bộ bàn hay là bất cứ sản phẩm gì thì quý vị vừa nghe nhạc, vừa ăn uống và cũng như là vừa tham quan tùy ý theo quý vị. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục một chương trình. Chúng ta đã được xem Vũ Sư Thanh Sang nhảy rất đẹp, dạy rất hay. Nhưng bây giờ anh ấy hát cũng rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay với tiếng hát của Vũ Sư Thanh Sang. Lại Vicao TV trong ngày hôm nay đau cũng họng vẫn hát đó là cái tình thưa quý vị. Tất cả những quý vị nào đang còn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay của Malachi là bạn bè và người thân còn ở lại với chúng tôi, cho nên quý vị cũng đừng về, bởi vì chương trình này vẫn còn đường quay hình cho tới cuối cùng để chúng ta sẽ phát trên làn sóng của hệ thống truyền hình Vicao TV 57.13 và 16.2. Kêu chắc có những lời chúc gì đến cho quý vị trong cái buổi tối hôm nay. Kyle được biết là Vicao TV là không chỉ được nhiều người yêu mến ở Cali và rất là nhiều những tiểu bang khác. Thì Kyle chỉ mong là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là yêu mến Vicao TV và luôn luôn được cập nhật những cái thông tin quan trọng nhất của cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Mỹ thông qua Vicao TV. Và xin chúc cho những quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều điều vui vẻ, thành công và nói chung là xóa đi những cái điều vốn khó khăn trong hai năm vừa qua. Kyle biết chắc chắn một điều là khi có sự yêu thương thì sẽ còn có nhiều thành công lần sau. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Cảm ơn Vicao TV. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh một lần nữa thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thì anh Lê
Rồi, cảm ơn các em. Và mời các em về xuống lại sân khấu. Rồi bây giờ thì Hạnh Ly sẽ mời tới nhà phong thủy Hình Ngọc Thương. Không biết là nhà phong thủy Hình Ngọc còn ở đây không? Quý vị nào mà muốn xem quẻ đầu năm không ạ? À? Có muốn xem càng quẻ đầu năm không? Thì là thầy Thương đang có mặt trên trong chương trình này ngày hôm nay. Mời thầy Thương thật là nhanh trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục một vài những cái chương trình nữa trong chương trình này. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra đó thì những cái chương trình sổ số cũng chưa khó luôn. Chắc có lẽ rằng mình lên TV sổ số, thưa quý vị. Sẽ đợi lên TV sổ số luôn nha. Bây giờ mời phong thủy, nhà phong thủy Hình Ngọc Thương. Tôi khỏe, một quý vị đây hôm nay. Hôm nay mình sẽ hỏi thầy là năm tới là có hên hay là xui hay là như thế nào? Mời thầy. Chào cái chào Hà Quý, chào Đức Tiến và thưa đại tất cả các vị ở đây, là gồm có là các đồng nghiệp thân quen và của cơ sở của đài TV tôi rất hân hạnh để trình bày với quý vị rằng chúng ta năm nay sẽ bước qua cái ngày mùng một Tết của năm Nhâm Dần. Ngày đó theo lịch đó là ngày Ất Dậu. Thưa quý vị, nếu quý vị mà chỉ cần lấy một cái ngày để khai trương mà thôi, vậy thì quý vị tới đó gặp lộc, quý vị làm cái gì? Quý vị đừng có yên, quý vị theo tôn giáo nào, quý vị khấn quý vị giáo chủ của tôn giáo mình, hay là đọc kinh kính mừng, hay là đọc kinh lạy Chúa Cha, hay nọ cái khác, hay là quý vị suy quán thân, hay là quý vị chuyên tốt nhất là cửu huyền thất tổ, chỉ có tổ tâm của mình mới theo mình. Còn các vị kia họ ở trên trời, họ lo việc của thế gian nhiều lắm, cho nên quý vị nên cửu huyền thất tổ, họ nhà gì đó cho con xin cái lộc đầu năm, thiên địa vị thần chứng minh. Rồi quý vị nhìn ở đông phía đông nam có một cái cây nào đó mà còn lá, mùa đông này nó ít lá lắm, cái thân thôi, may ra trong vườn người ta thì mới có, thì quý vị bói qua hàng rào để trộn một cái lộc, tức là hái một cành lá, mà quý vị lựa cái lá thì nó sâu. Có một người anh cũng là người làm cùng trong đài với Đức Tiến, và anh có nhiều chương trình đặc biệt, đó là chương trình hình như là Tiến hay coi của anh là Thiên Hạ Sự, phải không anh? Rất là hay, và nếu có vị nào chịu khó đón coi chương trình trên đài Pico TV với nhiều góc nhìn, với nhiều cái bình luận rất là tâm huyết của anh về đời sống, cuộc sống ở Mỹ và nhiều vấn đề rất là hay. Và hôm nay anh cũng muốn gửi tặng chúng ta một bài hát anh rất thích. Đó, một tràng vỗ tay cho bình luận gia, và bây giờ là ca sĩ bình luận gia Phạm Gia Đại. Xin mời anh. Sẵn anh nói luôn cái chương trình anh và cái giờ phát cho mọi người xem luôn ha. Dạ, em mời anh. Thank you.
Thank you.